các bạn biết không trên máy bay có một món ăn đem lại nỗi ám ảnh kinh hoàng đến cho hành khách nhất là những ai đang nói bụng và mình đã vô tình trở thành nạn nhân của nó trong một chuyến bay sáng sớm do phải làm việc đến tận khuya nên lúc lên máy bay mình định bụng sẽ ngủ một giấc để bù lại nhưng đời không như là mơ khi các bạn tiếp viên bắt đầu phục vụ những suất ăn đầu tiên mình đã phải bật dậy mở ngay bàn ăn ra bởi vì cái mùi hương của món mì tôm nó đã lan tỏa ra thơm nức cả khoang rồi không cầm lòng được thế là phải order ngay một ly mì lẩu thái kèm một ly cà phê để tránh vừa ăn vừa ngủ gật hu cảm giác phê nhất chính là lúc mở cái nắp ly ra như này nè các bạn ơi một luồng hơi thơm nức tấp thẳng vào mũi mình luôn tự nhiên cảm giác có lỗi với mấy khách xung quanh dễ sợ chẳng hiểu sao dưới đất thì rất ít khi để ý tới mì tôm mà bữa nay lại bị cuốn hút một cách lạ kỳ ly mì này màu sắc nhìn cũng khá bắt mắt đó chứ topping thì không có gì nhiều ngoài mấy hạt bắp và tôm khô được cái là sợi mì dai và ngon nhưng mà xuất sắc nhất vẫn là phần nước chua chua cay cay anh đã dễ sợ mình làm một lèo hết nguyên ly luôn